cô và các bạn, thì mình xin tiếp trình lại cái phần hồi nãy mình còn dở dang, thì hồi nãy mình đã giới thiệu đến cái phần là các bài có bốn loại enzyme, thì mình xin nói lại là đầu tiên là enzyme asparagine aminotransferase và alanine aminotransferase viết tắt là AST và ALT. Enzyme thứ hai là gamma glutamine transferase viết tắt là GGT. Thứ ba là phosphatidyl ALB và là alpha fetoprotein. Alpha fetoprotein viết tắt là AFP, thì mình xin nói chi tiết hơn về từng loại enzyme. Đầu tiên là enzyme AST và ALT thì được phân bố rộng rãi ở trong các tế bào gan, đặc biệt là nhu mô gan. Đặc biệt là nhu mô gan thì ALT thì thường là ở trong bào tương và AST có cả trong bào tương là 30% và thi thể là 70%. Thì hầu hết trong các bệnh về gan thì cái nồng độ của hai cái enzyme này đều tăng lên, và cái thời gian bán thải của AST là 17 giờ và ALT là 47 giờ. Khi mà gan bị tổn thương thì các chỉ số men gan ở trong gan sẽ tăng cao, thì ở đây có cái biểu đồ là thể hiện các mức độ là tăng men gan từ mức bình thường, nhẹ, trung bình và nặng. Thì ở dưới mức 40 là bình thường, từ 40 đến 80 là nhẹ, từ 80 đến 200 là trung bình và trên 200 là mức độ nặng. Enzyme thứ hai là enzyme gamma glutamine transferase. Thì cái enzyme này được phân bố rộng rãi ở trong cái tế bào gan và đặc biệt là ống mật, thận, tụy và tuyến tiền liệt, và nó sẽ không có mặt trong huyết thanh ở trạng thái bình thường, ở cái người cơ thể bình thường. Cũng giống như là cái enzyme ALT thì hoạt động của GGT sẽ đánh giá được cái mức độ tổn thương tập trung cho gan. Và cái nồng độ của GGT, cái hoạt động của GGT thường sẽ tăng trong các bệnh như là xơ gan, ung thư gan nguyên phát hoặc là ung thư gan nguyên phát hoặc là tắc mật. Enzyme thứ ba là phosphatidyl ALB thì phân phối hầu hết các mô, đặc biệt là ống mật, xương mật và nhau thai. Hoạt động của ALB thường sẽ tăng trong các bệnh như là vàng da tắc mật, và nếu mà muốn biết được cái nồng độ của ALB thì người ta sẽ xét nghiệm song song cùng với cái enzyme ALT, tại vì trong cái bệnh vàng da tắc mật thì cái enzyme ALB sẽ tăng hơn rất nhiều lần so với ALT. Ở trong thường thì những người mà mắc bệnh về xương hoặc là đang trong quá trình tăng trưởng hoặc là mang thai thì thường sẽ có cái nồng độ ALB tăng cao, là vì những người đó là đang trong quá trình xương phát triển, cho nên là cái nồng độ sẽ tăng cao. Tiếp theo là enzyme alpha fetoprotein. Thì alpha fetoprotein là một protein huyết tương thuộc dồi dào nhất được tìm thấy trong trong phôi thai, tại vì cái enzyme này được tổng hợp từ các tế bào chưa trưởng thành ở trong thai nhi. Ở những người khỏe mạnh bình thường không mang thai thì thường có cái nồng độ AFP rất là thấp, nhưng cái nồng độ AFP trong máu sẽ tăng cao khi mà cơ thể bị mắc bệnh ung thư hoặc là đang mang thai. Để biết được nồng độ của cái enzyme này thì ta cần làm cái một số xét nghiệm, và những trường hợp mà cần để xét nghiệm enzyme này như là để phát hiện dị tật bẩm sinh ở thai nhi, để phát hiện ung thư, hoặc là dựa vào đó để có phương pháp điều trị hợp lý, hoặc là phát hiện ung thư tái phát. Đến đây thì mình xin kết thúc về cái phần phát sinh lâm sàng về bệnh gan mật. Tiếp theo là về bệnh thận, thì xin mời bạn khác nhóm mình chương trình. Cảm ơn cô, các bạn rất nhiều. Thì như các bạn đã biết là thận với gan là những cái cơ quan mà chịu trách nhiệm thải trừ và thải bỏ ra, thải trừ ra các cái chất thải ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, thận cũng có các chức năng quan trọng khác như là cơ quan để các chức năng khác như là điều hòa, kiểm soát cân bằng nước, chất điện giải, cân bằng các acid amin, tổng hợp lại vitamin D3. Bên cạnh đó,
thì thận cũng đóng vai trò là một cơ quan sản xuất ra, cơ quan nội tiết thì sản xuất ra những cái sản xuất ra những cái hormone khác như là renin hoặc là prostaglandin. Thì trong mỗi quả thận á, trong mỗi quả thận thì là trong mỗi quả thận thì chúng ta có khoảng là 1 triệu cái đơn vị thận được gọi là nephron. Thì là các cái nephron ở đây á, thì nó là không được tự sinh ra mà nó là được bóc đi, thì bóc đi. Thì trong mỗi nephron này á, thì là nó là sản xuất ra khoảng là 100 khoảng là 100 cái milimét khối nước tiểu ban đầu trong mỗi ngày. Và nếu mà tổng hợp cả hai quả thận thì là nó tổng hợp cả hai quả thận thì là nó sẽ sản xuất ra khoảng 100 đến 140 decimet khối nước tiểu ban đầu trong một ngày đối với người trưởng thành. Kết hợp lại cả hai cái quá trình mà tổng hợp này thì là chúng ta sẽ có khoảng là 2 decimet khối nước tiểu được và sau đó là được đưa xuống bàng quang. Tiếp theo là về bệnh thận suy mạn cấp. Suy thận cấp là một cái sự suy giảm chức năng thận trong vài giờ hoặc là vài ngày. Và được xác định bằng cách bằng tăng creatinine hoặc là ure huyết thanh. Trong suy thận cấp thì là có thể chia thành 3 phần là trước thận, bạc thận và sau thận. Nguyên nhân trước thận á, là thiếu máu thận trong băng huyết, mất dịch tiêu hóa vân vân. Còn sau thận thì là tắc nghẽn do sỏi hay là khối u, tắc nghẽn do niệu đạo bàng quang. Còn bạc thận là do viêm cầu thận, bệnh mạch máu, nhiễm độc như các chất kim loại nặng hoặc là kháng sinh vân vân. Mình sẽ nói về bệnh thận mãn tính. Bệnh thận mãn tính là một tình trạng đặc biệt, tình trạng là tiến triển đặc trưng bởi cái sự suy giảm độ thanh lọc cầu thận. Tất cả những các bệnh nhân mà bị suy thận mãn thì cần được đánh giá lâm sàng và phản ứng lâm sàng thường xuyên. Một khi đã ở cái mức mà giai đoạn thứ ba, ở đây là cái bảng về các mức độ mà suy thận mạn, thì nếu mà ở cái giai đoạn thứ ba đây là tổn thương thận với GFR là độ thanh lọc cầu thận giảm trung bình, thì nếu mà ở mức giai đoạn thứ ba thì nên cần điều trị lâm sàng bổ sung để nhằm cái cố gắng là đảo ngược lại cái phục hồi và duy trì điều trị bằng thuốc, thì nhằm để tiết kiệm được cái chi phí cho bệnh nhân trong việc mà ghép thận hoặc là chạy thận. Tiếp đến thì là về phần creatinine huyết tương tương đối là đặc hiệu so với thận vì đào thải qua thận và tái hấp thu rất ít ở ống thận, do đó là phản ánh trung thực cái hiện tượng lọc và có giá trị trong lượng đáng thận. Cái lượng lớn mà creatinine được tạo ra ở cơ và lượng cơ đo trong huyết tương tỷ lệ thuận với khối cơ, nên là một số cái trường hợp ảnh hưởng đến creatinine á, thì không phải là do chân thận như là khối lượng cơ, thì là cái creatinine tăng là do cái sự vận động mạnh. Còn nếu mà creatinine mà giảm á, thì là do thiếu năng cơ hoặc là suy dinh dưỡng. Còn đối với tuổi, đối với giới tính á, thì là creatinine ở nam nó sẽ lớn hơn ở nữ. Còn thuốc thì có một cái số các loại thuốc như là một số thuốc như là nimetidine thì là nó một số thuốc như là nimetidine thì là nó làm tăng cái còn
mình tăng cái creatinine huyết tương. Mà đối với lại ăn uống thì là sau những cái bữa ăn mà thịt đỏ hoặc là dầu cá thì là có thể là tăng cái creatinine huyết tương. Đây là creatinine clearance, có nghĩa là độ thanh lọc creatinine. Đo này là để đo độ thanh lọc creatinine thì nó là chỉ số phản ánh tốt nhất chức năng thận. Bất kỳ bệnh lý nào thì cũng có thể là giảm cái độ thanh lọc cầu thận và gây hậu quả nghiêm trọng như là thiếu máu, các bệnh về tim mạch nghiêm trọng. Để đánh giá được cái mức độ mà thanh lọc độ thanh lọc cầu thận, để phát hiện sự khởi bệnh, để phát hiện sự khởi phát của bệnh thận, đánh giá được mức độ nghiêm trọng của bệnh thận, đo độ lọc cầu thận thì là dựa trên khái niệm là độ thanh lọc creatinine được xác định, được định nghĩa là số ml huyết tương được đo trong được thận lọc sạch hoàn toàn creatinine trong 1 phút. Thì kết thúc cái phần bài thuyết trình thì nhóm mình có một cái trò chơi nho nhỏ thì và có những cái phần quà cũng nho nhỏ, đó là mong các bạn là tham gia cùng với nhóm mình, thì mình xin mời bạn Kim lên phổ biến cái phần quà cũng như là phần trò chơi. GLT với ALB. Dạ đúng rồi.
và enzyme có trong huyết tương có thể thấy trong xương gan, thận, nhau thai và ruột, tăng cho bệnh lý tắc nghẽn đường mật và bệnh về gan xương ạ. Chính chủ hả? Dạ bên kia khoảng có 3 tỷ đô đúng không ạ?